lạnh gáy khi nghe danh hài Thúy Nga tiết lộ điều trùng hợp kỳ lạ về sự ra đi của anh Vũ. Mới đây trên trang cá nhân, danh hài Thúy Nga bất ngờ tiết lộ điều trùng hợp về sự ra đi của nghệ sĩ anh Vũ với vai diễn cuối cùng của anh trên màn ảnh trong bộ phim Nêu Biết Đại Chiến. Cụ thể Thúy Nga viết, trong phim Nêu Biết Đại Chiến là bộ phim cuối cùng cuộc đời nghệ sĩ anh Vũ. Trong phim tình tiết câu chuyện đã diễn ra như thế này mà đến hôm nay lục lại điện thoại Nga mới thấy lại. Diễn viên anh Vũ đóng vai Thơm Mi Nguyễn, có một cảnh nhân vật của anh Vũ báo thông tin cho mọi người trên Facebook là anh ấy sẽ chết tại một khách sạn tại Mỹ. Giờ ngồi xem lại, thật sự nổi hết da gà. Những tình tiết nhân vật của anh đóng phải chăng như một điềm báo trước, cũng là một lời chào tạm biệt mọi người. Xin cầu nguyện cho anh mau về được với đất mẹ và mong cho linh hồn anh mau chóng được siêu thoát. Những chia sẻ của danh hài Thúy Nga khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng vì sự trùng hợp. Dưới phần bình luận, khán giả tiếp tục gửi lời cầu nguyện cho anh Vũ và mong thi hài của nam diễn viên bạc mệnh sớm được đưa về quê hương. Được biết hiện tại do trục trặc về một số giấy tờ nên dự kiến thi thể của nghệ sĩ anh Vũ sẽ nghỉ chân tại nhà tang lễ An Lạc, California và trở về nhà khoảng từ ngày thứ tư tuần sau. Gia đình bất ngờ phủ nhận nguyên nhân nghệ sĩ anh Vũ đột ngột qua đời vì tắm đêm. Vào chiều ngày 4 tháng 4, chúng tôi có mặt tại nhà nghệ sĩ anh Vũ để hỏi thăm tình hình. Phản hồi chúng tôi là cháu ruột của nghệ sĩ quá cố, gọi nghệ sĩ anh Vũ bằng chú. Hiện tại mọi người trong nhà em đều rất mệt mỏi nên muốn nghỉ ngơi. Bố của nghệ sĩ anh Vũ đang chạy lo giấy tờ xác minh nhân thân của chú để gửi qua Mỹ. Mấy ngày qua, rất nhiều người đến nhà hỏi thăm, nhưng gia đình em cũng không biết nói gì. Bây giờ bên Mỹ vẫn đang lo giấy tờ, phía cảnh sát chưa có kết luận chính thức nên không biết ngày nào đưa chú về lo hậu sự. Hội nghệ sĩ bên Mỹ rất thương chú, nên muốn sau khi nhận thi hài sẽ tổ chức một đám tang cho chú bên đó trước khi đưa chú về. Sau khi chú về, gia đình em mới tổ chức đám tang. Hỏi cháu ruột của nghệ sĩ anh Vũ về tình hình anh mất vì tắm đêm, người này phủ nhận. Em nghe tin từ Mỹ là chú bị đột quỵ, chứ chưa có ai nói chú mất vì tắm đêm. Với lại cảnh sát bên đó cũng chưa kết luận, giấy tờ lo chưa xong mà. Mới đây trả lời báo chí, ca sĩ Lê Anh Vũ, bạn thân của nghệ sĩ anh Vũ và cũng là người được gia đình cố nghệ sĩ ủy thác lo liệu mọi việc, cũng rất bức xúc vì loạt tin đồn bủa vây chuyện anh Vũ đột ngột qua đời. Theo anh, thông tin nghệ sĩ anh Vũ về khuya, kiệt sức, tắm đêm rồi đột quỵ chết là suy đoán bậy bạ và bịa đặt. Ngoài ra, trái với suy đoán của nhiều người, gia đình nghệ sĩ anh Vũ không mấy khá giả. Anh Lê Anh Vũ từ Mỹ cho hay, chính nghệ sĩ anh Vũ tâm sự rằng gần đây không nhiều show, không đủ tiền trang trải cuộc sống khiến anh buồn và căng thẳng, vì nam nghệ sĩ là nguồn kinh tế chính trong nhà. Trước đó, bà Bầu Hồng Vân cũng kể rằng, thời gian gần đây tôi có biết chuyện xe máy của em bị hư, nên tranh thủ nhận thêm công việc ngoài sân khấu để có tiền sửa xe. Con hẻm nơi nghệ sĩ anh Vũ và gia đình sinh sống khá yên ắng. Tin nghệ sĩ anh Vũ đột ngột qua đời khiến hàng xóm bàng hoàng. Bà Thúy ở bên cạnh nghệ sĩ anh Vũ rơm rớm nước mắt khi nhắc đến tên anh. Bà kể, tôi dọn về đây từ năm 80 đến giờ. Hồi đó nhà anh Vũ ở mé kia, sau đó mới dọn về đây. Tôi biết anh Vũ từ nhỏ, Vũ rất tốt, thương người, thân thiện với hàng xóm láng giềng. Tôi già cả hay đau bệnh, hễ nghe tôi bệnh là Vũ vô bệnh viện thăm, cho tiền 1-2 triệu, rất nhiều lần như vậy. Năm đó có một bà mới dọn về sớm, nghèo khổ lắm. Anh Vũ thấy vậy, liền lấy gạo trong nhà, soạn áo quần, mua nước mắm, nước tương, đem cho, dù nhà nó cũng khó khăn. Lúc đó trong túi nó còn mấy xu cũng đưa cho bà ấy luôn. Anh Vũ thương người từ nhỏ rồi. Lúc nghe tin Vũ mất tôi chạnh lòng lắm, khóc nhiều. Hồi Vũ còn sống là người ơn của tôi, nên nó chết làm sao mà tôi không đau lòng và xót xa cho được. Anh Vũ sinh năm 1972, bằng tuổi con gái tôi. Tin Vũ chết làm cả xóm bàng hoàng. Gia đình Vũ ở đây mấy chục năm chưa từng thấy cãi vã, đụng chạm gì ai, mà còn thường xuyên giúp đỡ người khác. Bà con lối xóm ai cũng thương Vũ. Thông tin nghệ sĩ anh Vũ qua đời ở tuổi 46 vào ngày 1 tháng 4 tại Mỹ khiến khán giả sốc. Ngay sau đó, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân đã đứng ra kêu gọi mọi người quyên góp chi phí, hỗ trợ gia đình đưa thi hài anh Vũ về nước. Chỉ trong vòng một buổi, số tiền quyên góp đã hơn 700 triệu, trong đó ca sĩ Lệ Quyên đã góp 100 triệu đồng. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân cùng danh hài Minh Nhí, đại diện các nghệ sĩ và khán giả đến tận nhà trao số tiền nói trên. Cụ Thu, mẹ nghệ sĩ anh Vũ đã rơi nước mắt khi nhận số tiền này. Minh Nhí tiết lộ chuyện bất ngờ của nghệ sĩ anh Vũ trước khi qua đời khiến ai cũng choáng. Nghệ sĩ hài anh Vũ đột ngột ra đi trong chuyến lưu diễn dài ngày tại Mỹ vào tối ngày 1 tháng 4 theo giờ địa phương tại quận Cam, tiểu bang California.
Vào khoảng 5 giờ sáng nay, ngày 2 tháng 4 giờ Việt Nam, nghệ sĩ Minh Nhí và Hồng Vân cùng nhận được tin từ Mỹ về sự ra đi đột ngột của nghệ sĩ hài Anh Vũ. Từ lúc nhận được tin báo, cả Minh Nhí và Hồng Vân đều không ngủ được. Sau đó hàng loạt những cú điện thoại, tin nhắn dồn dập từ Mỹ về, cũng như các cuộc liên lạc với gia đình, đồng nghiệp để cố gắng lo chu toàn cho nghệ sĩ Anh Vũ. Nghệ sĩ Minh Nhí chia sẻ, tôi bàng hoàng quá, tôi và Vũ thân nhau lắm. Có với nhau biết bao nhiêu là kỷ niệm, vui buồn, hờn giận, quan tâm, giúp đỡ, an ủi lẫn nhau đều không thiếu. Vũ gặp chuyện gì cũng gọi điện cho tôi. Thế mà nay Vũ đi rồi. Thề có vong hồn của Vũ, cho đến thời điểm này, tôi và Hồng Vân là hai người gần gũi với Vũ nhất. Cô bạn thân của Vũ nói, ngày hôm trước, Vũ đang ăn cơm thì gục xuống bàn ngủ gà ngủ gật. Cô ấy hỏi thì Vũ nói là mới uống 5 viên thuốc ngủ vì không ngủ được. Không biết tối đó Vũ có uống thuốc nữa không mà Vũ ngủ luôn không dậy nữa. Vũ uống thuốc ngủ nhiều lắm, mọi người nói mà Vũ không nghe. Tôi nhớ có lần tôi với Vũ đi lưu diễn, tôi không ngủ được. Vũ cho tôi 1 viên, nhưng tôi uống nửa viên là ngủ đến Mỹ mới thức dậy. Thế mà Vũ uống 5 viên. Loại thuốc ngủ đó rất mạnh, lại có tác dụng phụ là mất trí nhớ, nên tôi rất hạn chế dùng. Bữa đi quay Neo Biết Đại Chiến, thấy Vũ ngồi gật gà gật gù. Tôi bảo Vũ đi khám bác sĩ, đừng uống thuốc ngủ nữa. Nhưng Vũ nói, không uống thuốc ngủ là Vũ không ngủ được. Vũ uống riết bị lờn thuốc, nên tự tăng số lượng lên. Cũng theo chia sẻ của nghệ sĩ Minh Nhí, hiện tại, gia đình anh Vũ nhờ Hồng Vân đứng ra lo đưa anh Vũ về Việt Nam. Hồng Vân vừa gọi điện cho tôi để bàn cách đưa Vũ về Việt Nam. Gia đình giờ rất bối rối, con mình ở nhà còn khỏe mạnh, đùng cái nghe tin con mất nên chẳng còn lòng dạ nào, đã phó thác cho Hồng Vân rồi. Chúng tôi dự định sẽ tổ chức lễ truy điệu cho Vũ trong 1-2 ngày tới để quyên góp tiền đưa Vũ về nước. Bên Mỹ, ca sĩ Leon và Hoài Tâm sẽ đại diện đứng ra lo các thủ tục với cảnh sát. Mấy anh chị em nghệ sĩ hợp sức lại cho Vũ vì đưa Vũ về rất tốn kém. Nếu may mắn đưa được thi thể Vũ về nước thì cũng tốn ít nhất 30-40.000 đô. Trường hợp xấu hơn là sẽ buộc phải hỏa táng Vũ bên Mỹ rồi đem tro cốt về Việt Nam, tổ chức tang lễ sau. Nếu hỏa táng rồi đưa tro cốt về sẽ tốn khoảng 10.000 đô. Đầu óc tôi lúc này rỗng tuếch, tôi chẳng biết phải làm gì, cố gắng làm sao lo cho bạn chu đáo. Cuộc đời không ai biết trước được ngày mai sẽ như thế nào. Nhủ lòng khi còn sống hãy yêu thương, tha thứ, bỏ qua hết cho nhau, đùm bọc nhau đi. Đừng đợi tới lúc chết rồi thì chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Nghệ sĩ Minh Nhí giọng trầm xuống bộc bạch. Dũng Taylor bất ngờ kể tường tận nguyên nhân khiến cố nghệ sĩ Anh Vũ đột ngột qua đời. Sự ra đi đột ngột của diễn viên Anh Vũ tại Mỹ khiến công chúng không khỏi xót xa, ngỡ ngàng. Mới đây Dũng Taylor đã đăng tải một bài viết phân tích tường tận nguyên nhân dẫn đến Anh Vũ qua đời. Chồng Thu Phương viết, người mang bệnh này luôn trong tình trạng thiếu ngủ triền miên và vì thế khi thiếu ngủ họ thường sử dụng thuốc ngủ để ngủ bù. Hành động đó không khác gì hút thuốc trong lúc đang đổ xăng. Bạn bè cho biết Anh Vũ ngủ ngáy to, thể hiện có bệnh, ngưng thở khi ngủ, dẫn đến tình trạng thiếu ngủ trầm trọng. Vì não bộ không đủ khí oxy nên bị mất trí nhớ và mất ngủ. Anh Vũ được đồng nghiệp biết là người ngồi đầu ngủ đó. Thay vì chữa bệnh từ gốc thì anh Vũ có thể vì bận rộn công việc nên sử dụng thuốc ngủ. Dùng thuốc ngủ lâu ngày nên bị nhờn thuốc và ngày qua ngày tự tăng độ thuốc ngủ. Như Minh Nhí nói, anh Vũ uống đến 5 viên mới có thể ngủ được. Thuốc ngủ cộng với bệnh ngưng thở khi ngủ khiến tăng tốc độ ngưng thở khi ngủ. Khi hệ hô hấp có vấn đề sẽ nhanh chóng ảnh hưởng đến hoạt động cơ tim và hệ thống tim mạch. Tình trạng tim mạch tắc nghẽn cấp tính ảnh hưởng đến mạch máu huyết, ngừng chuyển động vào não. Cả hai lá phổi sẽ bị ngập tràn chất lỏng dẫn đến tình trạng nghẽn tim mạch cấp tính. Nghẽn tim mạch cấp tính xảy ra khi lúc cơ thể ngủ liệm với báo hiệu mắt chớp liên tục. Hiện tượng này xảy ra khi vào buổi sáng trước khi thức, máu huyết trong cơ thể sẽ lưu thông nhanh để đánh thức cơ thể. Những bệnh nhân này đa số bị tử vong giữa 1 đến 6 giờ sáng. Theo lời của cảnh sát thì anh Vũ chết khoảng 6 đến 7 giờ sáng, phát hiện lúc 9 giờ khi thi thể đã tím bầm. Những chia sẻ của Dũng Taylor nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Hiện nay, cơ quan chức năng chưa công bố nguyên nhân chính thức dẫn đến diễn viên Anh Vũ tử vong. Theo chia sẻ mới đây nhất của nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, do gặp khó khăn về giấy tờ nên đến thứ 3 tuần sau, thi thể Anh Vũ mới được đưa về Việt Nam. Hiện tại, vợ cũ Bằng Kiều, nữ ca sĩ Trizy Phương Trinh đã đại diện các nghệ sĩ hải ngoại thông báo về thời gian tổ chức tang lễ cho Anh Vũ tại Mỹ. Theo đó, các nghệ sĩ và kiều bào tại Mỹ có thể đến thăm viếng, tiễn đưa nam diễn viên lần cuối vào lúc 14 đến 18 giờ ngày 6 tháng 4 theo giờ Mỹ tại Quảng An Lạc, quận Cam,